Tiếp theo đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng lắng nghe một giọng hát đầy nội lực, một giọng hát với rất nhiều những tình cảm trang chứa được thể hiện trong đó. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến phần biểu diễn của nữ ca sĩ Minh Truyền. Minh Truyền xin gửi đến tất cả những đại biểu hát quý, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, các y tá, bác sĩ, lời kính chúc lời chào trân trọng nhất. Xin nói rất nhiều. Một ca khúc đầu tiên trong trình bày của mình. Lúc nãy thì ở trên phòng bệnh thì Minh Truyền và ca sĩ Thái Thùy Linh cũng như là ca sĩ Ngọc Vũ đã hát rất nhiều những ca khúc để ca ngợi những người mẹ rồi. Bây giờ ở đây thì có cả mẹ của cha. Thì sau đây thì Minh Truyền sẽ xin hát một bài hát về cha, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu. Cha tôi, xin mời tất cả quý vị và lắng nghe. Thank you.
cho mấy con thuyền giặt sao cứ hát tình của cha mất mát mãi mãi chẳng có bên bờ là hy vọng chẳng khơi xa cánh buồn tìm về bao la thái dương tình thương của cha mấy Oh,